bây giờ là mình đi xuống dưới bản à? Ở dưới bản là ra thăm hang, xong là quay lên à. Cứ chơi đi, chơi tham quan trong làng xong. Đấy, cái bản đây hả? Ờ, bản đấy. Giới thiệu cho mấy xem cá thần đấy, à cá đấy, cá suối thần ở Cẩm Thủy ấy. Chắc là chỗ này người ta nuôi quá con để chỗ này thì gọi luôn cho chị luôn. Cho 4 cốc đi. À, uống. Uống nhá. Cho 6 cốc, 7 cốc. Mai đi. Để nuôi tiếp rồi mà. Quan ăn hết này, ăn hết để hết luôn. Không, suối cá thần Cẩm Thủy ai dám ăn đâu. Chị à, đặt có ai làm nó sạch nhá. Có chồng không? Không có, lên xong vừa về là cả đoàn đi vệ sinh hết thì chết đấy. Ở đây thì đây là con. Đây là con gái à? Con gái sao không đi lấy chồng như vậy chứ ở đây làm gì? Thế rồi, ai nói đi. Bao nhiêu tuổi mà ấy? Hơn 30 tuổi rồi. Hơn 30 tuổi á? Ồ, thế thì không được rồi. Không được thì chết làm sao? Ai lấy mà? Đi ra nhà chồng mà ở, cứ thấy nhà mẹ mát thì cứ để ở đây ở là thế nào? Có chồng đâu mà đi. Thế thì phải có chồng đi chứ. Thế làm sao mà có chồng được đúng rồi? Quay là chủ rồi. Mới chặt à? Thế là được. Được rồi. 78 năm rồi. Ra chân đâu có phải là gần gần giống. Đây, mười mấy năm. Cá này 3 tiền ký hả chị?